cái suối là ông đi qua là mới lên nhà đó phải không? À, cơ hội năm cái tháng đó là nước chảy cũng ít hơn bây giờ, là ở dưới lò hãng ra đây xích bển nè, mà họ đá chất chồng không á, là cái tôi cho người ta đục đá lấy đá là hết, cho bên xã đội nó làm quỹ đó, nó đục lấy của tôi là 4.000 đó, 4.000 khối vậy đó, cho không là 4.000 khối đó, rồi của tôi để riêng phần riêng tôi mướn thợ đục riêng nữa, là cái nghĩa chắc cũng từ 5.000, con trăng con nưa nó ở dưới đó. Rồi không biết nó chở mình thời đại nào không biết. Thì nghe cái ông già và cụ đó là ổng ở ở nhà bên đó, ông nói ở dưới lò hãng có con nưa bự lắm, chắc nưa nó chở mình. Cái suối tôi nước nó khé 3 ngày đó. Ghê vậy cái suối này ông đi ngang qua mới lên nhà đó. Đó là mình có cái hang gì á chảnh dạ thưa. Chảnh thì hai ổng với điện đàn dù có hai cái à. Rồi. Dạ, hai ổng với điện đàn dù ha. Hình như là điện đàn dù đó là có cái di tích, hình như nghe kể là bà con nói là trên đó có cặp rắn hổ mây đã từng ăn tu ở đó hay gì đó ha, phải không? Chú. Ông cái hổ mây là hồi đó ông Tâm Nhiêu ông nuôi đâu bên ấy, bên nuôi cặp á mà. Hồi đó ông nghe Tâm Nhiêu ông nuôi không? Nuôi ở đâu bên cạnh kia cạnh đường đồi 81 lên á. Rồi giờ ổng chết mất tiêu rồi. Dạ. Vậy thì cái tích là hồi xưa có cặp rắn trên đó, thật sự có trên đó ha chú? Trời, trong đó thì rắn thiếu ma gì, rắn độc. Tôi đây tôi bắt còn hai con nữa. Rắn gì chú? Không ai chứ gì? Bự không chú? Con 4.1 dài 3 thước 2, một con 1.3 dài 1.5. 4.1 là khoảng bao to chú? Lớn này chút. Rồi là chú bắt luôn hả? Tôi bắt luôn, trai bắt 9 giờ đêm. Rồi chú thứ mấy cho con được biết luôn chú? Thứ 5. Thứ 5 ha. Con thấy là chú Nam rất ở trong đây khu rừng này có một mình chú ở, mình có vợ con gì không chú? Không, mình ăn nè, vậy đó. Vậy chú ở đây bao nhiêu năm rồi? Ông già chết giờ cũng 20 năm, ông chết giờ tôi về tôi ở luôn đó. Vậy hả? Vậy chú độc thân luôn hả? Độc thân luôn. Rồi, là chưa lỡ đò nào hả chú? Chưa lỡ đò nào chứ. Rồi, vậy là hôm nay dắt phái đoàn mấy anh em con đi lên chảnh ha. Lên trên chỗ cái hang ông mai, cái chỗ ông mây ở hả chú, với cái điện hạ họng là có cái tích gì nữa chú? Hồi xưa hồi tôi còn nhỏ tôi không nghe, nhưng mà nghe chủ đất rồi đó, nghe ông ngoại ông già của bà chủ đất á. Dạ. Nói hồi đó ông ẩn tu đó là cái hang đó kêu bằng hang ông hổ. Ui. Là ngay chân cục đá tàn dụ hả chú? Mấy đây mấy bên điện hạ họng á, điện là chỗ ta xin số. Dạ. Rồi vậy hôm nay con nhờ chú dắt mấy anh em lên đó cho tụi con được biết luôn ha. Ừ. Dạ. Rồi con mời chú dắt đi mình đi đường nào chú? Đi đường này nè. Nhà có đóng cửa không? Con khỉ vô lấy đồ à. Ở đây cũng không ai lấy đâu. Chú ở đây không sợ ma hay sao mà không ở mình chú? Tôi biết sợ ma thì có gì đâu. Đó giờ chú có gặp chưa? Không có gặp. Chưa nữa hả? Có ma đè có. Rồi, là đè làm sao chú? Ma nó đè lúc tôi ở biên giới Thái á. Bộ đội chảnh á. Ừ. Nguyên một cái dãy nhà khoảng chừng 30 người ở được, mà tối lính tôi nó ra gác rồi. Rồi còn mình nên tôi một đống gạo đằng kia dùng gạo sâu đó, thì như con còn mình nên tôi nằm mà tôi nghe kình cái tôi lấy giò tôi đổ xuống cái kình im hà cái làm nữa cái thì trong bụng tôi nói là chắc là thằng lính mà gì đi gác giờ này chưa ra. Tôi lật mùng ra thì tôi kêu chiến hay chiến. Mày đâu là em mà chốt gác nè, tôi chữ đó. Tôi nói mày gì gác, 1 giờ mày vô, sau giờ này 3 giờ mày không vô. Cái tôi mang súng đi ra ngoài, mấy anh em kêu gác tiếp. Tôi bắn mày kêu bỏ luôn á. Tôi nói đủ mẹ mày, trong đêm mà thằng nào kêu mày gác tiếp đi. Mà mày gác mày ngủ nó vô cắt cổ hay sao, dùng biên giới Thái mà. Ừ, ghê quá hay chung. Ừ. Mà cái nhà đó có ma chung bộ đội dưới á. Trời ơi. Mà mình ngủ với mình đâu biết. Sao này mới biết hả chú? Rồi đêm đó nó đè tôi đi. Tôi nói tôi phun nước miếng, tôi la vậy mà không ai nghe, dùng có ai nghe. Rồi. Tôi nói nước miếng gì mặt mày tôi đẩy chân. Cái tôi mới mò tay qua mất tiêu, tôi chạy ra chốt. Cái tuổi bây giờ mấy giờ? Tính là bây giờ khoảng 3 giờ. Bắt đầu tôi vô tôi nằm lại. Nằm nhờ nước miếng. Tôi mà dạt dừng như nè, thưa thưa như nè. Tôi thấy nguyên một bóng đen. Mình muốn đang ở phía ngoài vách nha. Tôi chung mùng rồi,
tôi bẻ phá rồi, dùng AK mà nếu ông bắn nguyên một loạt là gãy hết trơn nguyên dàn đó luôn, tôi bẻ phá đó. Cái tôi nói vẫn dùng, lại nó nhắc tôi nói trời, cái bắt đầu cái tôi suy nghĩ, tôi nói nếu bắn thì lũng thì gách mụn trơn là mụn đâu ngủ, thì biên giới thấy mũi không á, cái tôi dở mụn ra tôi chung ra ngoài chỗ cặp bên gách đó có còn mối, tôi đi bắt đầu tôi bắn hai phát để tăng, cái mấy ông các cái chốt bên kia chạy ra chiến hào hết, ông bây giờ này mày làm gì không tôi, cha bị ma đè chức lũy mẹ nè, bắt đầu cái tất cả nó chạy ra chiến hào sửa hết, cái hồi hôm qua ông chỉ huy qua hỏi tôi mày gì bắn ma đè, trời ơi phun nước miếng là la dậy chân mà tôi nói mặt mày tôi nhẹ chân mà không có ra tiếng. Dạ lúa biên giới á. Dạ chú ơi, giờ mình sẽ đi lên núi đây chú ơi, giờ này cũng hơi chảy rồi, trời cũng hơi chuyển mưa rồi chú. Chút xíu trên nhà chú Rồng, chú ơi tên là chú Năm Rồng. Chú Năm Rồng ha. Chú Năm Rồng chút xíu sẽ kể những câu chuyện tâm linh tiếp theo cho mình nghe cô chú chị, mình sẽ đi đường nào chú? Ở trời mình nghe phong phóng chứ không có rõ nghe. Dạ, như mình cứ nghe cho bà con xưa truyền miệng với nhau vậy thôi ha. Dạ. Là cái trên đó là thường xuyên có những bà con là Phật tử về cúng kiến hả chú? Có gia đình người ta cúng nhiều. Dạ, đó là cúng về làm ăn hay là cúng như thế nào hay chú? Chú được biết không? Cô nhìn con nhà cháu cái chỗ hàng đó, chỗ ruột đó là ở chẳng có Phật Bà Quan Âm đó. Hồi đó nó không có thỉnh Phật Bà Quan Âm về thờ chẳng là nó bệnh hoài đó. Không ngộ vậy chú? Cũng như cái đêm về cho nó chi bao luôn á. À, là được mà mẹ Quan Thế Âm độ ha. Ừ. Rồi con thấy là chú sống ở đây một mình là hả? Từ bao nhiêu năm rồi chú? Bữa đó tôi ngồi chỗ ghế đó đó. Là sau lưng cái đó chỗ đó. Con Quyên bóng đi qua mà sao là bữa đó mấy cái người đó phỏng vấn tôi đó. Mà sao tôi vòng hoài không có thấy trở lại. Kỳ vậy? Ừ. Ớn gì chú? Năm rưỡi á. Năm rưỡi chiều á. Chiều hả? Là cũng có mấy anh em lên giống vậy đây hả? Ừ. Mà chú gặp luôn hả? Ừ là người ta còn chở anh chưa xuống. Này mới lấy cốt cái mộ của liệt sĩ Lạc đó. Rồi, là đây hả chú? Đó, bây giờ phá bằng rồi đó. Dạ. Mới lấy cốt rồi, không có xương. Một cái tên là 62 năm rồi. À. Có cái hình người nằm không à? Có cái đất nó còn cái hình người ha. Ừ. Mà rồi cái ông con đó, ông ấy hút đất cái chỗ nằm nó về. Trời. Sao mà biết mà tìm về được hay hả chú? Thì hồi đó bộ đội giống. Dạ. Cái cây gai nằm. Kim cang đó. Kim cang có gai hả chú? Ừ, nó làm thuốc hay lắm. Kim cang như là chị ma tà đó phải không chú Năm? Tôi không rành gì đó, mà người ta cũng làm thuốc hay lắm. Nhiều người ta kiếm nữa lắm. Ừ. Chú Năm ngày xưa mình đi bộ đội mấy năm chú Năm? 14 năm mấy. 4 năm rưỡi. Vậy sao chú về chú ở trong rừng vậy chú Năm? Thì nhà đó ở đây mà. Dạ. Mà chạy giặt đây, nguyên năm 78 về ở đây luôn tới giờ đó. Dạ, yeah. Mình không đi tiếp nữa. Là tôi được học viên, tôi về tôi nghỉ. Dạ. Nói chung làm quan không được về nghỉ, để quậy rồi về. Ôi, hồi xưa là chú làm chức vị trong quân đội chú? Trung quý, trung trưởng hả? À, huấn luyện dạy nghĩa vụ á. À, trung đội trưởng hả? Tôi dạy tại trung tâm Mỹ Tho á. Dạ. Đây nè, hồi đó tôi đập ngay chân. Ngay chân chỗ này gắn ký ba nè. Gặp gì chú? Gắn không ai ký ba đập ngay đây nè. Trời ơi. Đập sau lưng bơm vong nè. Tôi nấu cơm tôi nghe ẹo ẹo nó cắn ếch. Đây có gốc xài bự con ếch nó nhảy vô đây nè. Tôi ruột theo tôi bắt ếch mà ếch có dấu tôi không dám ăn. Mà nhưng mà tôi đập gắn nó chết. Rồi có dấu là sao chú Năm? Mình sợ có nó có nọc qua con ếch á. Dạ. Có dấu cắn à? Ừ. Dạ. Rồi tôi bắt con ếch búng vậy nè rồi tôi thả luôn. Ủa ếch bự gì hả chú? Ừ. Là gắn cái máy đã bự không chú? Gắn cái ba dài thứ cử. Cứ cầm tay chú không? Nhỏ nó hơn nắm tay chút. Đây tập đây. Ôi ông gan chứ. Tôi đang nấu cơm. Tôi nghe kêu ẹo ẹo tôi gần. Gặp tôi đi tới đây nè gặp nằm vậy ồn cái trời. À đó chú đi bộ đội là hình như là có võ công mà phải không chú? Võ công gì đâu. Võ được cái lưng nuốt đó. Không có võ công thì võ ngay. Võ bắt cái lính hoàng đó. Tôi đập ở đâu đây? Vậy đâu hả? Khúc này đây hả? Dạ không sợ nó bơi. Tôi đâu có sợ gì đâu. Nghe nói trả thù gì đó là có không chú Năm? Trả thù nghe nói là tôi bắt gắn 41 với đó.
bắt con rắn cái á, thì rắn thịt trả thù. Rồi là có luôn hả, có trả thù chú luôn hả? Ờ là cái ông thầy thuốc rắn ông nói chuyện với tôi đó. Dạ yeah. Là cái ông nuôi đâu bên cạnh, bên cạnh đó ông cặp rắn á, ông gặp ông nghe cái ông hỏi tôi, ông nói tôi bắt rắn được rắn cái, tôi biết rắn được rắn cái là cái sao đâu. Ông nói con rắn được bắt được rắn được thì rắn cái đi tìm chồng, còn con bắt được con rắn cái con rắn được trả thù. Trời đất ơi, tôi chạy xe đạp nha, cái quân thần của gió nào khách khách gì 200-300 mét tôi chạy, ông cứu hộ cha tôi. Sao vậy? Nhánh nhỏ 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 tôi chạy vậy tên chưa sợ hả? Cũng như sợ trả thù. lúc mà lúc đó có con đường đi mà dạ yeah. Lúc gặp rắn hay còn máu luôn hả? Lúc bắt sống gần đó bắt sống. Ôi. Ý con họ nói là lúc mà chú bắt chính á, là lúc đó chú đang máu lắm phải không, mà nghe ông thầy nói cái là hết máu luôn hả? Lúc đó quýu không? Tôi nói tôi đi ra ngoài chợ đâu tôi, ai cũng kêu tôi gồng không may không? Gồng không may hả? Gồng không may vậy? Là lý do sao kêu gồng không may chú? Tôi tin rộng, tôi bắt không may. Gì hả? Là chú bắt bốn cái mấy đó ha? Ừ. Bán lúc đó chỉ gửi vàng á trời. Ôi, tiền nhiều ghê luôn ha chú? Lúc đó chỉ 400 mà. À. Cái này bao nhiêu năm rồi chú Năm? Chắc cũng 12, 13 năm. Dạ. Lúc mới đi bộ đội vậy? À. Lúc đó còn có vỏ hay chú? Sau này vỏ mất tiêu chưa ha? Trời, tôi tưởng con chăn tôi mới nắm đuôi tôi lôi ông hội. Lúc đó là ông gắn nó màu gì vậy thưa chú Nam? Cái lưng nó màu huyết trì, còn trên mình nó đang sạch ra. Tôi kêu bằng hổ may móc đó. May móc ha. Thường là trên núi mình là có mấy loại gắn màu chú gắn á, ông mày á. Bên đây nó có hai loại nè, loại vàng với là mà loại vàng tôi không thấy, thấy loại đen là hai con rồi đó. Dạ yeah. Là lúc đó mình hạ sát ông màu đen ha, hai con hết màu đen y gan luôn. Người thấy xa không chú Năm? Người đá nè. Dốc đứng quá tàn à. Người ta đi có dốc nè. Dạ. Lối nó mạnh lắm rồi bây giờ. Bệnh yếu quá. Thì tới đây mình thở cũng trâu thở. Còn thở cũng chết từ nãy giờ nè. Ê, tiền điện hả hồng đúng rồi đó. Đây hả hồng. Mình đi mình hả hồng hả chú? Ừ. Là cái điện đó sao mà... Đây nè. Ta mình đặt là hả hồng á chú có được biết không? Thì lên chợ nó gặp nó hả hồng á. Lên là hả hồng luôn ha. Ừ. Rồi. Con cá này hả hồng hay là điện hả hồng chú? Đây con lo chú lên. Đi từ từ đi. Đây nè. Lên. Dốc này khó. Mình đi chiến tranh gì mà đi Thái Lan gì chú Năm? Đâu tôi đánh nó mất. Mình bớt ha. Ừ, tới Thái Lan này mà. Dốc Thái Lan đánh. Dốc Thái Lan mà. Chú Nam ơi, chú Nam, trên đó có cái gì vậy chú Nam? Đó, chỗ này nè, đây, xác chết nè, nhìn xác chết đây nè. Mà đúng không? Ai biết mình thấy vậy? Cái đó có cái hang gì trên đá vậy kìa quên. Dạ. Chỗ nào? Đá này sao to vậy chứ ta? Hả hỏng kìa. Hả hỏng. Công nhận là cái dốc mày đi là gọi là hả hỏng rồi đúng rồi. Hả hỏng thì chú Năm ơi. Đứng quá đứng rồi. Chắc ngày xưa người ta đi lên đây ta hả hỏng, ta đặt điện hả hỏng luôn quá. Trên đó có cục đá hả hỏng hay là sao mà đặt hả hỏng hả chú Năm? Lên trên nó có cục đá hả hỏng. Giống như người ta hay sao chú? Không, ý con nói là chú nhìn cái hình đó. Ê, cái đó có cái hang động gì, sơn động gì ta chú ơi. Chú có vô đó chưa? Chú ở đây mười mấy chục năm rồi. Điện như thời ông già giờ là 78 giờ đó. Dạ. Cái nhà đó mới cách năm 25. Cái này bự dữ ta. Cái đó có cái đường đi vô rồi chú ơi. Ừ. Ở đây có nhiều cái tảng đá to bự không à. Ôi cái đá đó giống như cái đầu mây luôn kìa. Nè, vuông luôn kìa. Đây không? Ừ. Có miệng luôn thầy. Ha. Đúng rồi. Có ai biết cái hình gì giờ bình luận giúp kỳ nha. Đâu à? Chú cái hình này lạ quá luôn á chú. Ừ. Ừ. Chú ở Càng Đăng á. Chú lên trước cái phái đoạn này. Lên đây 2-3 năm rồi, ông lên đây ông quay. Ông lại thấy có cục đá có cái mặt. Mặt giống ông Phật, có mũi đâu đâu mà.
không biết cùng nào. Rồi chú chưa được thấy hả chú? Ông quay ông nói thôi bữa đó. Ừ, cục đá này con thấy có nó hỏng chân hay sao chú Năm? Chắc không hỏng đâu nữa. Sao thấy thở nè? Ừ, nhưng mà năm sát chứ không hỏng đâu. Mình hỏng hoàn đầy ha. Rồi ừ. Đi lên luôn, lên. Đi này luôn hả chú? Đá to to, cần có đá khủng khiếp á. Ở đây giống như hỏng chân vậy nè quên. Lên luôn hai bạn ơi. Cái này chia làm đôi lên. Cái này là hả? Do thiên nhiên hay là đó thôi bà ta? Giống như mở cái cửa vậy hay ta? Wow. Mở cửa nó có đường lên nè. Dạ, này trên toàn là view phong luôn không nhìn nè. Wow. Giống như cái cửa mà ta mở cửa cho mình đi lên nha chú. Ui, quá tàn cây rau. Ở đây ở dưới là vực thẳm hả chú? Ừ. Đây như nãy giờ mình đi lên vậy. Rồi. Con thấy bên đó hả? Đá này bự quá, tàn bự hay chú Năm? Thì đó đó. Quá đẹp à. Y con thấy bên đây có bàn có gì nữa chú Năm? Hả? Có ai ở đây hay vậy? Người ta lên ta cúng nha, người ta chú đất đó. Nó khiêng bàn lên luôn hả? Con thấy có này cái bàn thờ chú Năm ơi. Đúng không chú? Ừ. Bàn thờ hả? Cái bàn thờ cho anh ta lên xuống nè. Y cái này có thiết rồi nữa. Vậy thì mình đang tiếp xúc, mình đang đi tới đây là kêu bằng gọi là cái gì giờ thưa chú? Điện tha hỏng á. Tha hỏng à? Là cái hình tha hỏng là... Ủa sao mấy nó... Gì chú? Sao bây giờ chủ nhà... Cái đất người ta xây người ta ém là cái điện đi vô. Ém cửa hả? Đó. Ê, vậy ta bích cửa hả chú? Mình lên thử đi chú. Tới cửa tha hỏng anh em ơi. Có điện tha hỏng anh nè. Em chậm chú ơi. Ồ, cô thấy có thình tượng mẹ quan âm ở đây nữa nè ha. Thì nãy tôi kể nó... Là cái hình há họng là cái vị trí này hay là... Ở đây nè. Ở vị trí này nè. Là cái há họng đó hả chú? Ừ. Ở đây có cái hàng vô đó. Ừ, là ông. Như chủ đất xây cái này của mình đặt cái tên là điện há họng ha. Ừ. Ở đây thì con thấy có một cái tượng mẹ Quan Thế Âm nè. Mẹ Thế Âm là nãy tôi kể nhỏ kia nó bệnh hoài đó. À, mấy đem tượng lên ha. Ừ. Với con thấy là ông địa Hồng Tài. Lên đây ngồi đi. Dạ. Mình đã tới điện Hà Hồng rồi cô chú rồi, đẹp quá. Quá đẹp. Và cái vị trí ngay đây là cái hang này hả chú? Ừ. Nhưng mà bà con người ta chủ đất đã lắp hang lại rồi. Ừ, đặng tôi thợ đó ta làm như là mặt bằng chứ một cái bàn luôn đó. Vậy đó mình xuống chứ là mình chui vô hang được luôn ha. Ừ. Mà đâu có ở đây có nhang không ta, mình đốt một cây hương rồi ta. Đó là nhang. Anh em mình đốt một cây hương thấp đó nha, hương cây. Lên đây là được thoải mái nè. Sao rồi đốt nhang mẹ em cái sao? Sao rồi? Đốt cây hương đi. Mình thắp mình trình viếng các vị các ngài ở đây mình xin phép để mình đinh tiếp. Anh Sáu sẽ đốt hương để mấy anh em thắp. Ô cục đá này là cái này thiên nhiên luôn chú, đẹp quá hay chú? Thiên nhiên lắm. Rồi, là cái họng phần này quá hả ta? Ừ. Lưỡi thôi. Lưỡi hả? Ừ. Cái này là đá này dẹp lép mới ngộn nữa nè. Người ta lên đây ta xin số đó. Xin số đây là. Dạ, yeah, xin số lên lắm hay chú. Tôi nói ông á. Từ sáng mà tới 3 giờ kẻ lên người xuống, cái lên người xuống liên tục. Tiền ơi. Ừ. Lên chảy ngồi chờ đi. Dạ. Mấy này mà sao thấp cái hương ngồi chung. À đó linh lắm. Có thằng kia nó nhậu nó quậy nó lên gõ chuông gõ đồ lum la sao mà hết linh. Dạ. Nhưng nó nhậu. Thằng thờ không biết là thờ. Chư vị hay là không biết làm sao luôn. Gặp nón rồi quên. Cái là ấm áp thấp ướt. Ấm áp cái bông xăm bột tôm. Khi bằng lời điện thoại hỏng hả? Mấy ngày những cái danh thu số mà lúng sẵn. Ở đây là ai đưa lên đây người ta cũng xin số ha. Chủ nhà lên bên hàng ngày. Chủ nhà lên đây. Ừ, đúng. Vậy là cái quan cảnh thì giống như hồi xưa có ai đã từng tu ở đây nha. Thấy ông già của người ta. Ông già ta tu đây nè. À, vậy là ngày xưa. Ừ, ông già chủ đất đó. Vậy. Xưa là ba của cái gì chủ đất ở đây đã từng tu ẩn mình ở đây. Ở bữa hổm cái chú ở Càng Đăng lên đây là hỏi mua này luôn nè. Với điện bàn dù. Nói kỷ niệm của ngoại để lại không có bán nhiều cũng không bán. Ờ. Họ mua đang cho những người ta lên ta tu thiệt họ đó. Ông đó cũng giàu có, ông mua.
Ông hỏi cái đó có nghĩa chủ lên luôn á. Đây con thấy có ba cục đá ngộ ha ta. Kê lên vậy. Sao lạ lùng hả ta? Quay cái tảng đá bự ha. Dài lắm nè. Đè lên trên. Có chỗ nó có một cục. Mấy cục kia kìa. Ở đây rất là bóng hay chỗ nào? Ê, xích xích vô nghe cho chị nó chợt chân. Dạ là lạ mấy chỗ này. Vô đi. Đừng đi tới ngoài. Dạ dạ. Có khi nó lá rồi nó trên. Ôi. Cái này mình không nghĩ trên đây mà có một cái chỗ giống gì đâu ha. Ở đây đục mưa 50 người kể ra. Bình thường mà. Có lên đây không? Có là lúc đó mỗi ngày lên đi hiệu hội chúng ta chung số. Vậy hay dắt đi sao mà. Với ai biết đường đi á. Linh lắm hả chú? Hồi đó tôi trên đây cũng trúng lần. Chung số trúng hả chú? Chú làm bộ đội chú cũng tin làm linh hả? Có hả, lúc đó là còn nhỏ. Vậy hả? Lúc đó chưa đi bộ đội nữa. Dạ. Đi theo người ta. Ừ, lúc đó cũng như ham vui vậy hay ha. Tôi đi y xèo tới ngày. Cũng như bữa nay người ta xin trúng cái tớp ngày mơi cái lên sách bánh trái lên tá lạ hết. Ở đây lại cái là nguyên cái tảng đá khối này nó bóng hới thôi hay chú. Kiểu giống như là trời ban cho vậy chứ không phải là kiểu mà chứ ai đâu mà làm được. Người ta tạo đâu. Đâu có ai tạo. Chắc là bóng nè, từ ở trên xuống dưới. Giống như người ta đã từng ở đây mà ta lau chùi vậy ha. Ở nằm hả chú? Lúc trước còn bằng thờ nè. Chủ, ở dưới bà già đó bà chủ đất bà còn mạnh. Bà lên mỗi ngày bà quét chút sạch bóng mà. Chỗ cúng kiến á. Hình như hết luôn tới mười mấy cái ngang đó. Người mấy bác Hương ha. Con thấy những cái bác Hương cổ chắc hồi xưa tới giờ ha ta. Thì của chú đất này thì ta để lên từ từ. Là cái kiếm cái mới để vô. Ở đợi chỗ Điện Hạ Hồng này là có cái quyền tích là bà con về đây rất là tin tưởng về phần tâm linh đây. Và về đây thường cúng kiến để sinh lộc sinh tài và sức khỏe. Mà ta lên đây ở chưa xây cái đó biết đây ha. Ta lên đây tôi nghe người ta giấy là ông hổ. Giấy ông hổ hả? Ừ. Ngày xưa chỗ đây đã từng có ông hổ về đây ở. Nhưng mà những cái hang địa như thế này đúng là trên núi là thường hổ ở là loại rắn lớn ở trong mà đồ ai dám vô ở đâu chú? Ví dụ trong cái hang này ví dụ dưới ông rắn ở dưới hang hả? Ờ có khi vậy chứ ổng đâu có nằm trên đâu. Đi lòn giống á. Theo chú nghĩ là dưới cái chỗ mà lắp nó lại có hơi nhiều khi hang của mấy ổng người ta lắp không ta? Không, cái này tôi lên tôi thấy mới thấy cũng thứ này là tôi nói rồi. Cái này là xây ấy bằng thẳng để làm để tới thờ. Không phải ấy. Chứ là chủ nhà ta đâu có. Là ngày xưa có cái hang đi thâu vô không vô không chú? Đi sâu vô luôn á. Vậy rồi sao mà lý do gì bích lên luôn rồi ha? Cũng như người ta xe chú đó đăng cho bằng thẳng người ta thở đó. Dạ con chú đất đó. Dạ. Tôi cũng mới thấy bữa nay luôn nè. Chứ lúc trước là lên lúc nào cũng có cái hang đi vô. Trước là có một cái sơn động ở trong nữa. Ừ. Nhưng mà cũng không dám chung vô luôn. Là bà con mình có thấy gì không vô chú? Giờ không biết có ai chung tôi không biết mà tôi không dám chung rồi tôi không biết được. Theo cá nhân chú thì chú không dám chui. Không. Chắc tại vòng thế đấy là rắn độc. Gì hả? Không may là nhiều quá. Tại vì chú ở trên núi dân địa phương đây là chú thường xuyên tiếp xúc gặp những ông rắn to rồi hả chú? Nhỏ có, lớn có. Rắn bự thì tôi không gặp, mà rắn thì tôi bắt cỡ bắt ra trở lại thì ô có hoài. Nhiều lắm ha. Mấy bà con đi gãy này thường xuyên đó chú thì thường xuyên có gặp rắn to lắm không chú? Cái đó hơi cao chút nữa, có gặp rắn to nhưng mà hơi cao chút. To là khoảng bị lớn chú? Cũng gần một. Cái đó thằng kia nó đi gà sắt. Tôi về tôi nghe nó kể là cũng như là nửa núi này nè, thì cũng chưa được nửa núi. Nó trời ơi, tôi nghe ào ào, tôi gà sắt tôi nghe ào ào chứ không? Ào ào cái sao nó bò lại ngay tôi. Ôi. Cái nhưng mà không biết nó có bò ngang mình không thì không biết. Nó là té nó xỉu luôn. Nó té xỉu rồi hình như là gắn bò ngang mình tôi. Là lúc đó do cái anh đã kể lại bự không chú? Bị lớn vậy nè. Hấp đùi đó ha, gượt anh luôn ha. Rồi cũng như là ông nghe ngay đầu ào chứ không có gượt. Rồi anh té xỉu. Anh té xỉu rồi đi gà sắt á. Té xỉu rồi thì coi như là hình như nó nói hình như là gắn bò ngang mình tôi. Coi như vợ. Bò ngang mình thôi. Nó đâu dám nhúc nhích bị xỉu rồi nó nhúc nhích gì đó. Về dưới này nó mới nói. Khủng lắm á. Tại lúc nghe đi ào ào là giờ thấy rồi. Thấy đâu mặc đùi sao 2 ký mấy chục ký vậy? 2 ký. 40-50 ký á. Nếu mặc đùi đó cũng khoảng 20 ký không chứ? Không phải chừng chắc 4 mấy. 100 mấy chục. 40 hả? Tại giờ ở biên giới Thái tôi có bắn con căng mới lớn. Là chú căng nhiêu ký? 45 ký. Ôi, theo chú nghĩ là khoảng 40-50 ký. Còn những con mà to gì chắc từ giá mấy trăm ký thôi chú. Thì không biết bữa đó là bắn căng mới lớn rồi tôi để anh giỏng khiêng về ngang bệnh viện. Trời ơi, bệnh viện chạy ra rằng ai bị thương. Tôi nói nó dạch giỏng ra, tôi nói con căng ra bị thương ông nội. Ồ, chắc bên Thái gì rắn lo to nhiều lắm hả chú? Ôi, cái thứ gì
Bệnh giác mấy chắc khủng khiếp, loại khủng khiếp không quá ha. Tôi cũng không có gặp, nhưng tôi gặp heo rừng dưới nay. Rừng bự không chú? Heo rừng con chừng 200-300 bình thường. Chừng 200 ký. Dữ vậy? Dấu lớn. Ừ. Thí dụ tôi đang đi hình quân vô phải không? Là thấy dấu đang nằm dùng đàng hoàng chỗ mấy cái bạm nước đó. Là nó nghe hơi mình nó đi. Ừ. Đi rồi vô thấy dấu bị lớn đó. Còn đơn vị tôi làm nó nổ chết hoại gì rồi. Cái lông nó bị dai nè, rồi xẻ làm ba làm tư chia bộ phận mới, ba bộ phận vậy đó. Rồi cầm lông đem về chia luôn, khỏi đó, cạo gì chứ. Người nào nay nó làm nó ăn. Vậy đó, heo rừng. Mà tôi nhai vô cục như trái bánh lông vậy. Đá qua đó là dài quá hả chú? Ừ, nó dài cứng á hả? Dạ, cái heo rừng á. Dùng heo lớn mà. Như trái bánh lông vậy hả? Ừ. Dài chắc diệm chú. Tôi có ăn nhưng mà tôi nhai tôi nói ô gì đâu mà gì đâu ngắt cái trời. Rồi nó dai á. Nhai không nổi á. Ừ, quá lâu năm 1-200 kg là khủng khiếp lắm mà ha. Ừ. Còn dấu heo là cái nó nghe hơi mình đi. Đang đi. Nhưng mà đâu có dám bắn, bắn lộ đội hình sao? Bắn nghe tiếng súng rồi bắt đầu nó nằm phục mình lụm hết trơn sao? Dạ. Gặp nó thì bỏ im đi. Ở đó nó ở giá thái. Còn nay thì thôi, tôi về 2-3 ga cần xé gặp nay. Mà nanh tặng nanh bỏng quá à, có nanh heo rừng nanh bỏng quá à. Nanh dai dai nè, cong cong á. Không phải nanh đặc, nanh bỏng quá à. Mà bắt bòn bắn cái 200 nhiêu, 200 ria á. 200 ria tính cái tiền biệt cũng nhiều hả chung. Thì 200 ria thì tôi lãnh tháng có 45 ria à. Có 45 đồng riêng năm đó đó. 200 thì cũng như có 4 tháng à. Vậy đây thì mình vẫn nanh đặc mới có giá trị hay sao? Mấy nanh đặc người ta nói có giá trị, nhưng mà nanh đặc người ta sên bùa chứ gọi mới có giá trị. Những nanh con heo đặc là nó già quá rồi, nó đun vô gốc cây, nó bẻ, nanh nó bỏ. Bẻ bỏ người nào hên mới gặp cái nanh đó. Chứ bên Thái với bên Cam là nổi tiếng về bùa chú à. Ừ, cái nanh đặc là cho xin bùa vô mới... Có thể ông để, ông chui vô ông gom, ông đốt không cháy đó. Cái nanh đặc đó, đốt không cháy. Nếu mà chưa xin bùa hay là xin bùa rồi chú? Xin bùa vô rồi luôn. Bùa rồi mới không cháy ha? Ừ, còn chưa chắc cũng cháy mà chết. Cháy nó không cháy hết, cũng cháy mới. Cái đó tôi nghe thôi chứ mình không biết. Như cái truyền thuyết công bà xưa, người nhiều người truyền miệng với nhau vậy ha. Ừ. Chứ chú chưa thực tại thấy là giờ nó như vậy. Đơn vị tôi có bán anh sư tử nè, đơn vị tôi nha. Rồi chính tôi bán một cái da beo luôn. Một cái da beo là tôi bán được 3.000 luôn á. Ủa dữ vậy chứ? Ừ, nó nổ mền về mặn đó rồi ăn. Mà thịt beo nó nhõng nhẹt hả? Cái vị nó sao chú? Thì cũng dùng ăn ba lốt ba lát, dùng ở biên giới mà nấu thí mẹ ăn xào qua xào lại quốc vậy đó. Nó là cái vị nó thơm hay là vị nó như thế nào đó? Nó không thơm gì đâu. Cũng như là làm sẵn rồi, nó nhõng nhẹt không nổi đấy. Beo á. Beo làm báo hả chú? Thì mình nghe mà ông nói beo beo chứ. Báo đốm đúng không? Không, cái nào có đốm cũng là không phải cợt nha. Là như có rằng ấy vậy. Có rằng. Ừ. Cái đó là di lông nó ngắn hơn mấy con cọp chứ ha, con chú. Thì lục nguyên gia bán là đâu lông nó cũng thấy cũng dài dài. Tại tôi ra Bắc Môn tôi bán nè. Với tôi bán nguyên cái da chăn tôi bán nó là 45 kg đó, 3.000 nữa. Bán hai cái được 6.000 ria đó. Nhưng mà bán ở đâu có ăn được. Mua đồ hết về cho được gian. Đi chợ lần tháng đó, CRMC á. Đi mua đồ ăn lần tháng đó. Đi ngày về ngày. Thì đã bán được có hai cái được 6.000. Cái da chăn 3.000 với cái da beo được 6.000. Cái 3.000 là 6.000. Rồi trước giờ chú thấy con rắn khổng lồ nào chưa chú? Chưa. Chú có nghe kể không? Nghe kể thì có chứ, như ở Campuchia cũng nghe mấy bạn bộ đội nó kể thôi chứ không mình không thấy. Nghe nó kể không? Rắn khổng lồ có thể bự hơn bắp dế cũng hơn nữa mà nghe không à, chứ không thấy. Tại vì bên Thái với bên Cam mình như còn lại là những cái rắn hô mây hoặc là những hô mây to lắm, mấy chú bự không lời có phải là gì luôn á. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì bển còn những cái ngọn núi ha, là chưa có người ta mình đặt chân tới đó mà. Thì cái suối của tôi đó, cái suối là ông đi qua là mới lên nhà đó phải không? Năm cái tháng đó là nước chảy cũng ít hơn bây giờ. Là ở dưới lò hãng đây xích bển nè, mà đá chất chồng không á. Là cái tôi cho người ta đục đá lấy đá là hết, cho bên xã đội nó làm quỹ đó, nó đục lấy của tôi là 4.000 đó, 4.000 khối vậy đó, cho không là 4.000 khối đó. Rồi của tôi để riêng phần riêng, tôi mướn thợ đục riêng nữa, là cái nghĩa chắc cũng từ 5.000. Con nưa ở dưới đó. Rồi không biết nó chở mình thời đại nào không biết,
thì nghe cái ông già và cụ đó là ông ở ở nhà bên đó, ông nói ở dưới lò hãng có nưa bự lắm, chắc nưa nó chở mình. Cái suối tôi nước nó khép 3 ngày đó. Vậy à, cái suối này ông đi ngang qua mới lên nhà đó. Dạ. Ờ tự động bữa đó tôi đi ngang. Tôi nói ủa sao cái suối mình nó nước dần khử vậy trời. Nước nó xét á. Rồi tôi đi ý. Tới 3 ngày sau mới hết đục. Là ông nưa ở trong loạn lòng đất. Ờ loạn ờ ông là nưa dưới ông chở mình. Ông nằm dưới ông chở tự nhiên nưa tu người ta đó. Thì lâu đời quá mình không biết bao lớn nhưng mà là chở mình là thực tại ngay cái suối rồi thì ngay cái đường nước chạy xuống là sạch đây cái lò hãng số hàng nhà tôi. Lò hãng là to không nhỉ, bự không chung? Lò hãng là nó đá không à, đá chất chồng vậy nè, đá chồng kế nhau mà đá không á. Nội tôi cho xã đội nên nó làm quỷ cho đơn vị là 4.000 khối không tính nhiều. Ừ. Là cho mướn người thợ lên đục không là 4.000 đó. Ừ, theo chú nghĩ là ông Trăng đó là đang tu ẩn ở trong cái hòn đá chỗ cái loạn chỗ gần nhà chú. Ừ. Thì với nghe ông Tư ổng bây giờ cũng trăm mấy tuổi rồi, ổng chết lâu rồi. Ông nói còn ở dưới loạn đó có nưa bự lắm, đang tu với. Vậy là chắc ông cụ đó gặp rồi hả chú ơi. Không biết ông gặp không nói, ở dưới loạn không nói gì thôi. Mà tình cờ cái suối tôi là nước đục băng. Nước màu đất sét. Ý là nước chảy đó. Nhưng mà không chạy mạnh như bằng bây giờ nha. Theo chú Năm nghĩ là có gắn tu không chú? Có. Theo như tôi biết chứ có. Tại mình đâu có chung suy được. Không, ý con hỏi là chú có tin về có gắn tu không? Có. Gắn tu chứ. Theo như lý do tại sao mình tin là có gắn tu chú? Tại vì tự động tôi biết cái suối tôi, tại cái có nghĩa là lò hãn sâu dưới đúng không? Là nước chảy ngầm dưới á. Mà sao ở dưới mà tại sao ở dưới cái suối tôi là 3 ngày nó nước màu đất sét. Khi con này con kia rồi sao? Đâu có. Không bao giờ con này con kia được. Nằm sát cái dưới đất á, dưới là khi chở mình mới có cái vụ đất nó mới nhảy lên, nó mới có đất xịn rồi kia nọ. Nó mới có đổi màu nước. Ừ, khi nghĩ là kỳ đào con này con kia sao không? Nó đâu có được xuống dưới đó. Không à. Chỉ có gắn mới xuống được hả? Thì gắn nó mới nằm dưới lâu đời. Với tại tôi nghe ông Tư ông nói. Ông bây giờ ông cũng trăm mấy tuổi rồi, ông nói ở dưới lò hãng con gắn. Rồi ông gài một con cũng con nưa nữa. Con nưa nuốt con mang. Nuốt con đi hết nổi rồi. Ông lên ông bắt về ông xẻ mổ bụng ra, mổ là cái nhà mấy bên đó, mổ bụng ra lo con mang ra đó trời. Ồ, chăn nó bự không chú? Con nưa. Nưa bự không? Nưa, ông nói chắc bự hơn này nữa. Chắc nuốt con mang được là cỡ to bắp đùi nữa chứ không có nhỏ hơn nữa đâu chú. Ờ thì cỡ đó. Tại vì thì, mang cũng mười mấy ký hả? Thì đợt ông lo về ông xẻ nè, ông lo về khiêng về xẻ bắt con mang ra đó. Chứ con mang mười mấy ký bự lắm nghe. Con mang nó thì nó nhỏ hơn bọn é, mang nhưng mà chân nó cao. Đợt đó anh lôi về bánh, xẻ ra lấy mang ra đó. Nhà bánh bánh. Ôi giời, ớn quá hay chung. Nhưng mà ông bắt cũng đâu có trên này nè, chứ mình không biết. Chứ khu vực cuối này rồi là chưa bắt, chưa thấy nghe ha. Chứ là trên nữa nhiều. Tại vì cái núi dài của mình hình như con thấy là nó dài, nó rộng dữ lắm luôn. Núi dài mà nó dài rộng lắm. Đây qua tới mấy núi Cấm bánh. Có cái đường trống còn đi ngang đó, tới mấy đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp lên trên cái đi qua bên điện Tần Dù. Dạ. Đi ngang qua điện Tần Dù. Rồi mình sẽ đi dịch chuyển tiếp lên điện Tần Dù ha. Ừ. Lên chỗ hai ông mây đó, mình tu liền ở đó. Là tu thành đắc quả luôn ha chú Năm. Hai ông đó đó. Hai ông đó ông nuôi rắn, ông dân nuôi rắn mà là trong hang, tôi đâu biết hang đó đâu. Chú không biết hang hả? Không, ở bên kia là lên xa lắm. Nhưng mà chú nói có mấy hang ông hổ gì bên đó hả chú? Phải không? Ở đây này kêu bằng hang ông hổ nè. Hổ là đây nè hả? Ừ, người ta lên sinh số, người ta giái con hổ mà. À chứ không phải trên cây Tần Dù. Cái Tần Dù rồi ghim. Tần Dù có mấy con đá đội lên cái dù vậy đó. Mà con thấy trong hình clip mấy anh em kia quay á, chú Năm con thấy ngộ à. Nó lo chú có thấy lạ cái cây cục đá đó không? Có. Cái độ đội lên cái mỏng dần nè, chứ giữa tôi trong bụng tôi nói trời, cái miếng này nó gãy, miếng nó lăn tới đâu. Mà con thấy rất là lạ hay chú, tự nhiên hai ba cục nó chắc chồng ở trên tặng ra rất là to. Thì sát bên à. Nó lạ lùng quá. lên đó đi qua. Rồi mình sẽ đi chú ơi. Rồi bây giờ đoàn anh em mình tiếp tục đi lên cây Tần Dù. Chắc hồi đó mấy ông chưa vậy làm đá đó hay là sao hay chú Năm chứ không, đá đó. Đó của thiên nhiên của trời định chứ nó mà ai đâu biết. Trời định luôn hả? Ừ. Khi mấy ông chưa vậy ông làm hay sao không? Không biết. Không biết luôn hả? Chú Năm chưa lý giải đây ha. Đâu có biết được. Mà chú Năm cứ nghĩ là thiên nhiên tạo quá ha. Phật đầu âm này nãy tôi kể lên nhỏ đó nó bệnh hoài nó mới xuống đâu bao nó thỉnh xuống đâu không cổng xuống đây chưa rồi đi qua đây lên đây nè ông nhiều ký chưa Năm
Hả? Bao nhiêu ký? Tôi có 74 ký. 74 hả? Đó, còn đi bộ đội tướng lực lắm à. Bộ đội lúc đó có 50 ký rồi trời ơi. Mà hình găng không? Hả? Lúc đó hình găng. Ừ. Còn giờ hết găng rồi là còn muối à. Lúc đó tôi, ví dụ đi núi này đi gấp 10 lần cái núi này tôi đi cũng nổi nữa. Không sao, đi xe đó đi. Không gì hết á. Ở người hả? Dân đi du lịch cái dân. Tay ông mới bị con cày nó đạp cho tay ông. Bây giờ khách dắt thôi ngược lại hướng gì luôn hả? Mình sẽ đi trước anh em ơi. Đêm được là làng nha. Đó đi theo trống cứ càng qua cái. Điểm đang vô đó. Ôi mấy viên nè. Ôi cái mùa này ha mấy con trùng mà nó bung dữ ở chỗ nào. Đất này trùng lắm á. Ủa cái này trùng là nó tốt không? Ừ, ớn lắm nó bung lên. Đây mà cái đường mình sẽ đi lên như vậy nè, dịch qua cái chỗ mà có con trùng là trồng cây tốt lắm không? Ừ. Ê, ở đây con thấy có cái hang hay gì chú Năm? Hả? Hang hay gì nè? Nè. Thì đất đây chắc trồng hang động vậy đó. Thì con thấy gì thầy Năm ơi? Gì anh? Thấy gì đây nè, xin lên. Gì anh? Vụ gì vậy? Vụ gì? Đi lên hay đi lên đi xuống? Ngộ lắm đi lên hay đi xuống? Bước lên này nè, bước lên quanh này nè. Tại đi trước lo cái bãi đây tại. Đi lên đó. Đi lên xéo xéo ngang qua. Thì gặp cái điện thằng dù đi qua. Tới chưa? Tới hả? Tới rồi. Ê, lên. Ê, dạ, trời. Qua đó rồi, mình tới rồi. Dạ, tới không? Nhanh vậy? Ôi ơi. Cái chỗ này là đúng cái ra là em đi tìm năm mấy rồi đó. Mà không gặp hả? Chạy xe lên núi chạy xe quặng nguyên một ngày luôn á. Chỉ đồ 400 đỉnh không? Ê làm gì vậy? Đồ 400 sao đi. Không, thì không chỉ người ta chỉ mình vậy đó. Đi sao đi vậy? Đi nguyên ngày đi mấy ngày liên tục mà. Anh biết sao mà anh chạy ra đây không? Phước là phước cục. Ây da, phước cục hả? Phước cục kỹ mà chạy. Ôi mình đã tới rồi anh em ơi. Kìa. Cái cây cục đá trong truyền thuyết mình đã gặp rồi. Dạ. Mình nghĩ là nó nằm ở trên cái đỉnh núi mà thật sự ngày hôm nay lên tới á là điện hả không tạc quá. Nó nằm treo leo. Tới rồi. Ôi. Ở đây đặc biệt có một cục đá giống một cái bia gì nằm đây nữa ta. Nè chú Năm. Ừ. Ha. Này giống cảnh tiên hay sao ta? Ôi ôi. Ở đây. Ở đây là nằm ở trong một cái thung lũng cô chú anh chị ơi. Cái gì anh ba? Năm. Cái gì? Me. Cái me hả? Ôi sao mà lạ lùng có cục đá mình bữa nay mình tận mắt chứng kiến luôn cô chú à. Mỗi khi mình nhìn ở trên clip mình thấy mấy anh em quay rất là đẹp ha. Lên đây thấy là rất là lạ luôn. Nó có mấy cái cục luôn nó có bằng lớn nè. Tôi leo lên nóc vậy gì. Cái này là cái mẹ mới lên nóc được nghe. Chú Năm, theo chú Năm nghĩ là người ta tạo hay là thiên nhiên chú Năm? Thiên nhiên chứ ai đâu tạo. Vậy hả? Thì khi đó mấy ông lấy máy bay bay sao không? Trời. Đúng không? Hồi đó có chiếc thăng mà. Ủa cái mẹ gì đâu bự với ta? Ừ, hồi đó có bị lớn. Rồi, cái mò lớn gì anh Năm? Gì với mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Ừ. Cái năm gì là hồi đó hai ông mày ẵng tu ở chỗ nào? Ông ở đây luôn hả? Không biết. Hồi đó tôi leo lên cái mẹ này, tôi leo lên nóc á. Lên cục đá bự luôn. Ừ thì leo nóc đó nó chứ mới leo được. Đúng là thiên nhiên kỳ bí ra lạ lùng. Dễ nữa nè, hồi đó đâu có nhánh tùm lum. Cái này cây me này giống như một cái bàn tay đang ôm cái cục đá luôn. Cái thằng dù này nó có đâu hơn mấy trăm năm trước rồi. Cái thằng dù là khi mà cô tặng nó thằng dù á. Cái me nó lớn nó mọc nó chen lên. Ừ cái me nó ta ăn bỏ hột nó mọc nó chen lên. Ôi nó tròn cục đá nó tròn do à. Bông hớ à. Nó lớn mà tôi có trèo cái me nè. Để em đi mà lạ lùng lá cái là cục đá nó rất là bóng nha vô Năm. Ừ. Ha. Nó bóng mà kiểu rất là đã lên hay lắm nè. Cái đá mà được cái chân sao ngộ quá ta.
Kỳ bí cái ngay khu vực này cũng đá mà nó hình cái chẻ ra mới lạ chứ không phải như cục đá mà đá bự to mình không có nói ha. Nhưng mà cái này là chắc chồng lên nhau chứ năm chứ không phải là cái khối đá liền nha. Khối đá liền. Này giống hồi đó bị bắn đá hay sao hả ta? Không cái bài em hay chứ. Ôi. Cái này mới tận mắt chứng kiến được cái cục đá hình hài ha đẹp. Ui bên đây có một cái trụ nữa nè. Giống một cái cửa sao ơi. Nè bên đây nè. À, nó có cột giống như một cái trụ cột đá mà kiểu không phải như là kiểu bình thường đâu. Ôi cô chú ơi, rất là đẹp cô chú ơi. Kỳ sẽ dịch chuyển xuống cái phần phía dưới đây á, mình sẽ quay lên trên. Sẽ thấy được cái khung cảnh nguyên cái tảng đá mà hình dạng theo bà con ở đây chia sẻ là đá tàn dù. Giống như cái cây nấm dù vậy cô chú. Mình nói theo một cái cách giống như là cây nấm dù á. Nằm ở trên cái đá giống vậy nè. Nhưng mà lên trên đó thì nhiều cái tảng đá hai ba cục gì đó nó sẽ sắp lên giống như gờ. Cái kiểu mình nhìn từ xa á, mình nói là những cái ngón tay á, ngón tay mà nó đưa lên giống vậy nè. Đúng không? Để kỳ điểm bao nhiêu cái hòn đá đứng vậy ha. Nó đứng lên kiểu giống gì nè, giống cục đá nằm ở trên giống vậy nè. Ê qua hướng đây nhìn giống như cái bàn tay vậy nha, bàn tay mà đang đưa cục đá lên vậy nè. Nó lạ lắm. Xuống đây xuống góc này là nhìn mới thấy rõ. Quá trời đẹp rồi. Mặt hàng nha. Đi cẩn thận. Nè. Nhưng mà đá này là nó cái khối nó là gời ngay chứ không phải là liền nha. Nó lạ lùng là chỗ này nè. Mình thấy giống như những miếng bánh sandwich á kì. Ừ. Được cắt ra không nhưng mình nhìn kỹ lại mình mừng tượng ra là giống như cái bàn tay vậy nha. Trên mặt em giống cái cây cột kìa, cây cột mà cái cột này nó kỳ bí luôn á. Nè, cái kiểu giống bàn tay vậy nè, vậy nè, ngón tay vậy nè, vậy nè. Thấy hả, em thấy ở dưới, chị xuống góc dưới đó, chị nhìn rõ lắm. Cái này chắc, thấy chưa, bên đây mình có những cái thêm 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục, 5 số cục kia đó, 7, 8 cục kia nè. Thấy chưa, thấy chưa. Mình nhìn phía từ góc bên đây nè. Mình nhìn cảm giác rất là lý thú lắm cô chú ơi. Mình sẽ dịch chuyển qua phía bên đây, mình sẽ quay từ xa nó sẽ rõ cảnh hơn. Nhưng mà mình nhìn từ hướng bên đây cô chú là giống như hình của, nếu mình mượn tiện tượng theo một cách đầu vuông vuông giống như hình của ông mây vậy đó. Mà mình nhìn phía bên kia là cái đầu nó bằng. Rất là lạ lùng cái cục đá này mà ha. Mà công nhận đẹp thiệt luôn á. Nhìn đúng rồi, đạn bắn nhiều danh lắm. Mình không tin vào mắt mình là có trên núi mà có cái tảng đá mà nó là lùng giống gì cô chú. Quá đẹp. Ở đây nước mình để làm gì chú Năm? Nước này chắc để dành xài hay sao ta? Ồ, cây me này là chắc lâu năm lắm rồi ha. Lâu. Cũng như cách đây, hồi đó mười mấy 20 năm trước nó mới lớn. Tôi leo lên nhánh này nè. Hiện tại giờ chú Năm leo được không? Bây giờ hết leo nổi rồi. Thôi mà con cũng dám leo đâu ha. Được sao không? Hồi ớn quá. Me thì dài lắm đâu có sao đâu. Nếu mà đi theo đường hướng mình đó lên được. Rồi lên dễ luôn nè. Rồi đường nào cũng lên dễ trơn á. Thì em nghĩ là cỡ 50 năm á anh. Đúng không? Anh tới 20-30 bây giờ. Sao mà bự dưới ta? Chừng 40. Ba mấy 40 là cái câu chuyện là ngày xưa ha, là có một cái ông chú là đã thầy quắn nó nuôi rắn ở đây. Ừ, ông Tâm Nhiêu chứ ông biết Tâm Nhiêu rồi đó là, ông đấy biết Tâm Nhiêu đó là ngày xưa ông ở đây ông tu luôn hay sao chú? Đâu ông đâu có ở đây, ông ở hang bản á, hang chỗ nuôi rắn á. Nuôi rắn ha. Ừ mà chỗ đó tôi không biết. Ông chết rồi. Là ông nó mắc lâu hang rắn hay nằm bên kia. Ừ. Nhưng mà nghe cái lời đồn thổi của người dân mình trên này nói là ngày xưa cũng có một cặp rắn ông mày. Ông kể tôi là ông hàng ngày ông đem lên thức ăn cho rắn ăn đó. Ông đem đồ ăn cho nó ăn đó. Nhưng mà lúc ông kể là ông nói bị lớn rồi nè. Rồi ông chú bà ở trên núi vô vậy đó. Ừ. Có nghĩa là ông đem cho ăn thôi. Ông thầy thuốc rắn nè. Ông thầy thuốc rắn, ông nuôi rắn luôn. Nuôi rắn trên hang chứ không phải là nuôi rắn trên hang chứ không phải dưới này nha. Giống trên hang núi vậy nè. Cho rắn. Mà ông nuôi hang nào thì tôi không biết, ông có nói cái hang mà tôi không biết. Ừ. Là hàng ngày ông ở dưới chân núi phải đem thức ăn nước uống thành ông dưới nhà ông này chút. Vậy ông Tám đó. Là câu chuyện có thật ở là có thật chứ bộ. Dạ.
Tại vì cũng như mình quay cái này đó chú Năm, thì nhiều cái câu chuyện tâm linh ở vùng đất của mình đó, thì bà con ở xa người ta không có hiểu được câu chuyện ở trên mình, mà ngày xưa có những cặp gắn hổ mây to vậy đó. Người ta nói mình là giống như thiêu dệt, hư cấu những cái câu chuyện nó giống giống vậy. Mà sự hỏi chú hôm nay thì chú xác nhận lại là ở đây là từng có xuất hiện gắn, ở bên kia là có người nuôi gắn. Có, có nuôi, có ông Tám đó, ông nuôi là đó. Câu chuyện thực tế luôn. Thì chỗ nhà ông này xuống nè. Dạ. Giống như là ổng đi dưng thức ăn chứ. Ổng nuôi trong hang rồi hàng ngày ổng đem lên thức ăn cho ta ăn. Trời ơi là trời. Chú nuôi trên núi mà, ông ta đem lên vậy đó. Nuôi trong hang núi. Giờ dưới sầu nuôi được. Mà nuôi đó là mình có sao leo được sao? Là nuôi làm gì mà không? Dặn ổng tại thuốc gắn đó, không biết ổng nuôi, ổng là tại thuốc gắn mà. Dạ. Quá bự này mà. Nuôi thôi chứ không biết là ổng nuôi làm gì. Thì cô chú ơi, mình sẽ quay như vậy để coi cho cô chú dễ thấy được cái hòn đá là nó to như vậy. To như thế nào? Quá bự lắm. Đi chút đường này. Này đâu hả? Cây bự quá. Sáu lên luôn anh sao? Được không anh? Bụng quá bự rồi, leo không được đâu. Ôi, quá đẹp cô chú ơi. Đá tàn dù nha. Chú đạn ngày xưa đó. Ừ, đạn nó bắn chiến tranh mà. Cái sơn động ở trong như được cái những cái hòn, những cái tảng đá đứng như nè, rồi chồng chất lên nhau rồi tạo nên một cái khối đá lớn nó nằm như thế này, là thiên nhiên kỳ bí quá đẹp của chú ơi ha. Mình nhìn với cái chân mình mới thấy cái sự lạ lùng, sự khác biệt kỳ lạ ở cái tảng đá. Thì những cái tảng đá này giống như một hình cắt xẻ ra từ miếng ở ngay cái chân đó cô chú. Có ba miếng, bốn miếng, năm miếng nè. Nhìn ở phía ngoài mình tưởng là giống cái mộ á. Em thấy giống như cái bánh xung quýt á. Ở đây thì mình thấy có một cái bát hương, chắc có thờ phụng để tổ mối đấy thôi. Cái miếng bánh xung quýt bự để bánh mì đấy nè. Ờ, bánh mì xung quýt á. Chắc là tâm hồn ba ngú cho nên nhìn vô thấy đâu cũng ra miếng bánh xung quýt. Từ xa tới gần, từ xa tới gần. Cái này chắc mấy ông Tiên hồi xưa cũng có xung quýt đúng nữa ha ta. Chắc có. À, cái chỗ này giống cái lưỡi dao. Nhận trên núi mình có nhiều chỗ đẹp quá ha chú Năm. Chú Năm chắc thường xuyên dẫn khách lên đây mà kính viếng ha. Không gầy, chỉ ông mới ba hả? Chắc sau clip này... Mà được hỏi mình dài dắt. Tôi ở nhà, đi không ở nhà chứ. À, sau những cái clip này chắc có lẽ là nhiều người cũng biết đến nơi này, cũng lên viếng đó. Nhưng mà đường vô nhà của chú Năm hơi bị khó đi á. Mọi người khó tìm lắm. Cái mùa khô nó khô queo à. Tại mùa nước nó gì đó. Mưa này rồi khó đi ha. Ở đây còn những cái câu chuyện nào tâm linh mà gắn bó tới khu vực này không chú Năm? Hình như tôi không nghe. Không nghe ha, bà còn người lớn chia sẻ ha. Mấy ông cụ lão hồi đó thì nhiều chuyện dữ lắm mà ngặt cái mình còn nhỏ đâu biết. Rồi bây giờ mới chết mất mẹ chân. Mình nghe nhưng mà mình bỏ qua, mình không có lắng sâu vô cái tâm trí của mình ha. Hồi đó nghe ông kể cái... Rồi chú ở mình vậy rồi chú thường xuyên có gặp cái gì này kia không chú? Thì gặp trước đầu mã trên cái cửa nhà tôi đó. Trước đầu mã đó chập hởm á nha, cách đây cũng 2-3 tháng. Tự động tôi dòm lên cái đầu mã bìa đó, rồi mấy bìa là mã của anh hai tôi. Sao tự động tôi nói ủa bên hai sao trên trước đầu mã có cái bông trời. Cái bông cũng như cái bông vàng vàng ha. Dạ. Rồi hồi là làm như cái đít con bò ngá. Mà tôi nói vậy là không có bò ngá, tôi sợ bò ngá ai lạc. Rồi tôi mới chạy lên. Chạy lên mất tiêu không mà tôi giờ không có dấu gì hết. Không có dấu chân gì. Kỳ vậy? Ừ. Có nghĩa là mới đầu cái chân cái đồng mã ở đây này nè. Đồng mã chứ đồng mã này. Mới giờ tôi giờ tôi thấy mấy gì có cái bông. Cái bông hồi sao màu vàng vàng cũng như cái cái mông con bò ngá vậy đó. Cứ từ từ đi phớt qua mất tiêu. Lúc đó chú có bị qua mắt không? Không. Tôi thấy rõ ràng, tôi nói mẫn gì chiếc đồng mã bữa nay có cái bông. Đó. Rồi cái tôi nghĩ rằng là con bò ngá người ta đi lạc. Rồi cái tôi chạy lên thì vừa đi phớt ra tôi. Trời còn sớm mà chưa được 6 giờ, mới 5 giờ 10 phút 20 giờ. Mà tôi ngồi ngay chân chỗ cửa nhà vậy đó, nhắc cái ghế ngồi buồn chùng của mình lên nè. Đi nhẹ nhẹ từ từ, thấy đi nhẹ nhẹ đàng hoàng luôn. Thế đi từ từ nhẹ qua.
trước là mã bìa mã trắng nha. Tôi chạy lên, tôi tính là con này con kia, lên không có dấu gì trên trời. Chú còn thấy chú ở ngay nhà chú là ngay cái vị trí là nhiều cái ngôi mộ ngoài trước cái dưới ngoài. Có đó ông già bà già với nay thôi không cái gì đó. Ngoài xích ngoài kia có mấy ngôi mộ nữa đó chú. Ừ, ngoài ngoài kia mới có. Đường đi vô nhà chú cũng hiểm trở lắm nha. Ôi đâu có gì đâu. Nếu mà yếu thì không dám đi đâu á. Thì nữ, thường thường nữ không dám đi. Nhưng mà tôi đi thì nếu mà người ta nhát tôi là người ta xấu số kìa. Người ta làm bộ hù đang tôi sợ mau đó. Tôi đang chạy xe đạp chứ mà nghe sạc sạc hay gì mà tôi không nghe gên nha, phải nghe sạc sạc không à. Ngừng xe đạp là kiếm cục đá chọi vô đó chơi vậy đó. Trời ơi. Kiếm đèn pin gọi rồi kiếm cục đá. Mà ai mà người ta mà nhát tôi là sao là tôi chọi lỗ đầu là cái đó là dán chịu đó. Còn ma thì né được. Ma thì nó đâu có dám nhát tôi. Ừ, cũng như chú thì không thấy, nhưng mà bà con ở địa phương mình đi gãy đi ruộng nè, coi có thấy gặp những chuyện tâm linh không chú? Cái chỗ cái đường đan đúng không? Hồi đó nhỏ em tôi á, nó gánh bắp đi bán á. Là ở đó có cù tre, thì tới tí mấy đan quẹo qua đó thấy không? Ừ. Là quẹo qua đây nè. Nó gánh bắp đi 4 giờ khuya đi ngang khiêu nón nó hoài bộ. Gì ghê vậy chú? Mà, nhưng mà nó không biết, thì khiêu khiêu nó, nhỏ em tôi cũng đâu có sợ. Nó đi đi à, 4 giờ khuya đi gánh bắp đi bán mà, thì nhà ngay chân chỗ này. Ghê chứ không? Nó về nó có kể tôi. Nó nói đi ngang nó khiều hai lần rồi. Khiều nón á. Mà khiều nó đi à. Cái cô nó không sợ rồi ha. Không sợ, mấy đứa em cũng đâu sợ, đâu có ai sợ ma đâu. Như con thấy là những bà con ở trên núi mà khi dọn ở gần gần núi nè, hình như là gan không mà chứ không có yếu đâu. Đâu có ai giác đâu. Yếu là không dám vô để ở đó hay chú. Sao không dám này. Có gì nè, hồi đó tôi ưa đi coi phim, coi phim khoảng 7 giờ tối về. Có phim ở dưới lộ đó, mặt lộ đó, hồi đó chiếc phim ấy đó, chiếc phim như là phim kiếm hiệp rồi đó. Như làng chứng rồi ha. Ở dưới võ thuật rồi đó. Còn một đám này nè, thì cái thớp nhà ở dưới đó, chỗ nào là lồng ghẹ lên nhà tôi đó, bao chị em gái không nha. Ừ. Thì ngay chân cái đường vô nó có cái đạo như có cái nhánh ve ra ngay chân giữa đường. Cái bắt đầu vừa giảng phim tôi chạy về trước, tôi chạy về tới nó, tôi lên cái đạo á, tôi lên cái đạo cái tôi chờ tụi nó đi mà ba bốn chị em gái không à. Cái tôi buông tay tôi đeo trời phải la ông nó hỡi hỡi tôi nó chạy vòng cục nhưng tôi mất cười cũng chết luôn. Tới chừng tôi cười ra nó bắt đầu biết tiếng tôi chơi cũng ngặt vậy đó. Tôi chạy tôi đi về trước leo nhánh đào. Ừ. Nhánh đào mà chẳng giữa đường luôn mà có nó ve ra vậy đó. Mà thường chỗ đó có ma không à nè chú? Thì khu được khu vực ma không à. Ồ. Thế tôi leo chảnh cái tôi thấy đi về gần tới hết rồi, khoảng gần cách chừng hai thước à. Tôi đeo những đạo tôi đeo toàn tên tôi buông giò tôi lòng thòng á. Trời ơi nó chạy nó la cả hới rồi dồn cục lại. Cái tôi cười. Dùng mình nhát mình mắc cười vậy. Cái tôi cười cái nó biết tiếng tôi cái nó im lại. Rồi hồi nào đó giờ chú có bị ma rượt nào chưa? Không. Về đây á lúc mà về đây á. Không, hồi đó giờ không á. Chưa hả? Không. Tôi cũng không từng thấy ma luôn. Kỳ thấy đi với nó đè tôi vậy thôi. Rồi trong giấc mơ mình thấy gì mà đè mình thì chú không? Chơi trên nóc nhà tôi bằng đêm rầm rầm hoài đó. Hiện tại giờ hả? Ừ. Hay là có con này con kia không? Chỉ có chuột không, không có gì đâu. Thí dụ cái nhánh cây khô nó rớt xuống cái đùng thôi phải không? Rầm 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 trong nhà ông nội. Có bữa đó tôi nói trời bữa nay tôi bị ma nhát tôi thì trời. Trong bụng suy nghĩ vậy đó. Gần hồi tôi nói làm gì làm tôi ngủ luôn. Vậy là bị nhát phải mà chú nó không thấy, không có nhát chú. Là nhưng mà trước mặt tôi đâu mà tôi thấy. Thì đó là trên nóc nhà rồi. Thôi. Dạ cũng có nhát rồi. Thì rầm rầm vậy thôi ai biết đâu. Mà tôi cũng đâu có sợ. Tôi nói làm gì làm tôi ngủ. Mà trong bụng nó trời bữa nay bộ có ma nhát thì trời. Rồi tôi cũng ngủ tôi ngủ à. Lúc đó sợ không chú? Không. Tôi đâu có nghĩ gì đâu mà sợ. Chứ ông gan thấy bà luôn sợ gì. Từng nhát người ta luôn nghĩ. Liên quân mà tôi cán bộ A còn kia cán bộ cấp cao hơn vương cấp. Cái ông nằm bao mà khủng linh nghe, ông nằm bao. Ông đi rồi bây giờ ngoài tôi chứng minh hồi đó. Đi đó. Đi lên cái đội đó, trong đội đó tôi bắn tôi năm tám sao. Sao bên đây em phát hiện ra nè, qua đó em coi à. Kìa cái cây kìa, có hình mặt người kìa. Bước qua sao? Trời ơi, ớn như vậy. Sao? Nãy giờ em ngồi em quay lại mới thấy nè. Nè, có nhiều mặt lắm rồi. Cũng như là một cái ấy gì đó. Nè, khuôn mặt này nó dữ nè. Khuôn mặt trên nè. Trên này, đây này. Nó dò xuống. Đây nó nè. Đây mới là... Trời ơi, nhiều lắm nơi. Cây cao không hả? Nè, to hả? Không biết cây này cây gì mà nó có hình mặt mũi người ta trong hộ đó. Đầy đủ nè.
Cái này là giống con mặt nha, không biết cô chú về nhìn như thế nào nha. Có ai nhìn thấy gì cứ bình luận giúp Kỳ ha. Đây. Mình sẽ dịch chuyển qua đây sẽ nhìn cái hình nó rõ hơn. Ôi ôi. Các bạn ơi. Lại đây qua đây nè. Ui. Sáu ơi. Qua đây nè, để Kỳ. Không tin vô mắt mình luôn nha. Mặt người cái gì? Nè. Chú nào nằm cái hình này hình gì chú Nam ơi? Nhiều nó là còn bên đây nè. Cây tung hả? Cái là cái gì chú? Cây tung. Sao con nó hình hai mắt mũi miệng luôn kìa. Mặt khỉ quá ta. Mặt nhiều lắm nha, dưới đây nữa nè. Dưới đây nữa nè. Cây tung. Cây tung hả chú? Ừ. Tự lên cây rừng lên. Con thấy bên đó có cái rừng lên hả? Nè qua phía đâu bên có đây nè. Mặt kia luôn này nhìn nè. Nè mặt khỉ luôn. Cái này chút không lâu. Cái này cũng khoảng chừng mười mấy 20 năm trở lại. Hại nó màu lớn á. Thịt nó đâu có làm gì được, xúc xạp à. Chỉ ung thôi nè. Cũng như cái gòn vậy á. Mà em nghe hình như nó cái cây này ma ở nhiều. Ô, ma nó. Có hàng dưới đâu chú. Ở đây nhiều cái tung thường thường theo mấy lò hãng với đá gì nè. Đó. Nãy cái tung ha. Cái tung. Nó hiện cái mặt ra mà thấy rõ nhất là nhìn ra mặt con khỉ luôn. Ớn quá. Mình sẽ giúp chỉ qua kia để mấy anh em quay đi kì không nhìn nó đâu. Chú Nam thấy hình gì chú Nam ra hình gì chú Nam. Tôi có thấy gì đâu trời. Bước qua đây nè. Chú bước qua đây nè. Chú xéo qua đây nè chú Nam. Bước kia là chú không thấy đâu. Cái chỗ quăng quăng qua đó hả? Chú bước qua bên kia dịch chợ chuyển qua tới số bên kia luôn. Quỷ đúng rồi. Nè, chú Nam nhìn vô máy nè. Cái bự bên kia đó. Rồi chú Nam nhìn thử ra trực diện coi. Cứ như nhìn đối diện vô đây là vậy. Đúng rồi. Nhìn đi mà quỷ luôn. Mình thấy vô cây thì nó có gì đâu. Nhìn vô máy nè. Máy mình thấy khác. Không nhìn cây vô thấy giỏi quá nha. Giác gần người sao á. Ôi con thấy gần quá chú Nam ơi thôi. Mình dịch chuyển qua anh đây đi Kỳ không có coi đâu. Năm trải qua rất là nhiều cuộc tranh luận cho nên là không có sợ gì hết. Rồi mấy ông có nghĩ rằng là cái đợt mùng 3 Tết á lên nó gài lại bị thương, thằng đầu tiên bị thương. Dạ. Thằng thứ hai bị thương, lính tôi. Dạ. Ông thứ tư là ổng cao cấp hơn tôi cấp đó. Dạ. Ông đi thứ tư, tôi thứ ba mà tôi không bị. Thứ ba không bị. Mà ổng bị miễn. Bị miễn. Ông miễn vô phổi nè. Dạ. Một miễn mà. Cái ông nói gặp ơi tao bị thương, anh bị thương tao. Chữ tao không bị ha. Cái nó không thiệt, tao nghe tao cái bịch. Cái tôi quay lưng lại thấy dấu máu, gớm máu nè. Tôi cởi nó áo rồi tôi nhắn vô xì bọt. Vô bao sườn này nè. Định là vô phổi á. Dạ. Là bữa đó chết thằng đầu tiên. Bị thương hoài băng bó xong nó chết. Mà thằng đó ngược lấy đi đầu tiên nó mang khẩu súng tôi nữa chứ. Còn khẩu súng B của nó tôi mang. Dạ. Khẩu súng nó bể bá luôn rồi. Cái thằng thêm nó ngắm gì mình bể một bên luôn. Khi hồn vậy đó. Là ngay chân bữa mùng 3 tới năm 86 luôn. Là cái ông đó ông nằm bao sao ông có chết không? Ông nào? Chúng khỏi đó. Không, sau này về Việt Nam rồi cho ông ăn tôm rồi ra. Thằng Diêm Bao ông nói, ông kêu tôi ra hàng đi. Nói, hôm anh Diêm Bao anh thấy cục giò, tôi nạt chửi luôn. Đang lên quân nó tập bay bắt không? Giống như khoảng chừng tiếng gửi sao dính. Cái đó cái bìa đền báo trước hay không? Cho cũng như, ông biết ông bị thương chứ đó. Không may mắn hả? Đi bị lên ha? Đi. Mà đúng mà bữa đó tôi chết thì ở nhà chính xác, ở nhà vì tôi chính xác mà. Ở nhà nó rồi tôi lụm rồi. Ở nhà ra đường đón. Khiên về không phải. Ở nhà cứ nói là tôi không à. Tại tôi cán bộ tiểu đội. Rồi tôi dắt quân đi. Mà bữa đó thằng tiểu đội phó nó bị tại thằng tiểu đội phó là nó xui. Nó đi nằm bệnh, nó đi nằm bệnh sốt quá, tôi không cho nó đi. Nó thôi để chuyến này đi gần tôi đi với. Để anh em đi hoài thấy tội nghiệp anh em quá. Nó cũng có lương tâm. Nó thôi đi gần cho tôi đi với, đi nằm có 7 ngày à. Mà anh đội đi hoài tôi nói không mày chưa hết bệnh mày ở nhà đi. Nó đi hoài làm cái số nó. Đấy hả? Ừ. Cái đội đi hoài cái thôi cũng siêu lòng cho nó đi. Đi ngày chân ngày đó nó chết luôn. Trời ơi. Tôi đi thứ ba không sao. Ủa. Nó đi đầu tiên. Vậy thì chú Năm hồi xưa hả, là lính đặc công hả chú? Tôi bên trinh sát. Trinh sát hả? Ừ. Trinh sát là hình như là cũng đem ông dòm theo bỏ điều nghiên cái mình đón chỗ nó bao nhiêu quân mình đem quân vô đánh. Ừ, trinh sát đi trước mà ha. Đi trước không hả? Trinh sát đi trước để nhắm tọa độ á. Đi lên chợ rồi coi thấy mấy cái chỗ nó nấu cơm có khói. Rồi mình đánh giá cho đó coi nó bao nhiêu quân. Nhưng mình vô sát quá thì mình không dám vô. Nhưng mình leo đồi thì mình bỏ giờ. Cái cách mình bao xa.
rồi mình đón có thể mấy dấu khối. Rồi khi mình đón quân nó được là nó thì quân ít, coi một chỗ nó một khối là bao nhiêu quân. Rồi mình mới điện gì chi viện quân vô. Mấy canh tòa điểm nó quấn tòa đồn quấn ha. Thí dụ là bên trái là đơn vị nào, bên phải đơn vị nào cũng chính diện đơn vị nào, thí dụ gì đó. Cần gom nó hết luôn. Nếu mà nói về bên chủng thì chú rất là gành này, tại vì đặt. Ồ nói gì tôi cũng từng dạy quân ở trung tâm mà. Tôi về tôi học trường sĩ quan á, tôi dạy trung tâm á. Mà không dạy thôi dạy giỏi không à. Bởi mà ông nói sĩ quan trẻ mà dạy được giỏi mà cứ đòi về hoài à. Tôi thôi nghỉ quý tá rồi. Về. Vậy này là anh lính về hưu ha. Phục viên. Phục viên. Bộ đội phục viên á, kêu bộ đội phục đội. Bộ đội phục viên. Dạ. Giao quân hàm trung quý tôi không nhận, tôi đòi về. Rồi mình về nghỉ ở nhà là mấy năm rồi? Chắc 20 năm rồi đó. 20 năm, dạ. Chú mấy cái thấy rõ giờ còn nhớ không chú? Nhớ về chưa? Làm sao nhớ? Trả cho bác Hồ nè. Trả bác Hồ hết trơn. Đâm đồ xếp lá cà đâm rồi thì nhớ nhưng mà thôi giờ miễn bàn vô thì... Quên ký ức. Giờ muối cái muối quá bự rồi. Có một muối sao lấy. Hồi đó ta gọn lắm trời. Tôi đi qua cây khô lá đổ này kia nọ là bảo đảm không bao giờ nghe. Hả? Ví dụ gạch ngói đổ ầm như cái tôi đi qua ngang đó trong sát bên không nghe. Yeah. Tại đó tôi chuyên môn bên trinh sát. Cũng sơn trường lắm. Đi đâu, đi nãy giờ cũng không nghe chứ. Dạ, yeah, cảm ơn chú Năm rất là nhiều, chú Năm để chia sẻ những cái câu chuyện rồi dắt anh em chúng con đi đến đây để biết cái nơi đẹp như thế này và những câu chuyện tâm linh huyền bí ở vùng đất Khắc Sơn Giang của mình hả chú? Dạ. Đây dài lên cũng còn nhiều điện lắm nè, nhưng mà xa đi quải quá thật. Dạ. Dài mình là như, nhiều lắm. Là những cái chỗ tâm linh hả chú? Nhìn, linh rồi. Tại hồi đó tôi đi trồng vòng vòng cho người ta đó, dài chánh. Cũng nhiều hang, cũng độc đáo lắm mà. Ở đó có hang hả chú Năm? Ừ, anh em mình sẽ dịch chuyển qua cái hang. Hang đó hang gì chú? Tôi không nghe luôn, tại đó giờ tôi không có ai đó. Sao nghe đồn đó là hang ông dài hay đó phải chú Năm? Chị là ông dài đó hả? Dài ngón hang đầu gánh. Dài lên dài trồng mầm trong mướn cho tao nhóc chơi nè. Dạ, mới dễ cũng canh đó. Ừ, mình sẽ dịch chuyển qua đó thử cái chú Năm này cho khán giả biết được cái nơi cảnh quan đẹp của mình và nơi ẩn mình của những ông dài. Vậy. Ớ vậy. Cái gì nữa không? Mũi nó cắn quá cắn nè. Thôi chạy giặt, nhớ chạy giặt là mỗi một cái hang động thì có người ở xèo xèo luôn. Dạ. Chạy giặt á. Ôi ôi đẹp chứ vậy. Vậy là những cái nơi này hả, cũng là nơi tị nạn của bà con Ba Chúc của mình hồi xưa đó chứ. Lúc mà những trận chiến là chạy về đây tị nạn đó hả chú? Năm 78 á. À bị bon bót á ha. Hang nào cũng có gì vậy chứ. Vậy là những cái hang người cũng có những người mắc ở trong đó hay chú? Cục đá thì vẫn một cái gì không, ngồi đi giữ cái hang vậy? Qua đây là người ta đi hết rồi. Không có... Ừ, đá đẹp ha. Cục đá sẽ lưng chú ra như người ta ngồi giữ cái hang vậy? Ai biết cái đó. Ngộ không? Đó phần tâm linh này vô gì vậy? Nè. Có mũi anh em nè. Cắn lắm chú ơi, vô đây nó tối lắm luôn nè. Ừ, cũng như một vị thần canh cái hang luôn á. Ồ, đẹp quá. Theo đây, dạy dập, ô, dạy thiếu người ta. Miếng nào gãy nó không có chứ. Nhiều bà con vô đây để trốn cái quảng nắp. Ừ, ẩn nắp rồi. Ôi cục đá đó giống như hình ông gì á chú Năm ơi. Đồ cắn đưa ra vậy đó. Ờ đúng rồi đó. Ôi cái này mình có con đường biển lên. Ây da da da. Hả? Sao? Lạ quá ta. Ở đây cái me nhiều quá ha. Cái gì cái me đó ha. Me nữa. Ôi trời tối quá. Ôi ở đây giống như một cái mái nhà vậy ha. Mà lạ lùng có cục đá nó chặn lên là sao giống như là chổi cái này lên nha. Wow. Quá đẹp rồi, cái hang có hang tại coi tại mọi thứ có hang có hang đi vòng đó anh đó kìa mình giúp đi lừa ản thôi ản thôi chứ không phải hang đây, có hang này có hang này tại phải đụng gắn á cái hang bị lấp rồi giờ lấp rồi lấp rồi hồi xưa chắc có hang nè tại núi dài của mình là lò ản là hang nhiều lắm á nhiều chuyện tâm linh ở đây nhiều lắm. Này chờ ở đây có cục đá nó chặn lên ha, nó giống như chơi cây cột mà chống những cái hòn đá lên vậy nè. Giống như cái đầu của ông Quy, ông Rùa vậy cô chú. Mà mình chặn lên á. Chỗ nào có người ta. Thấy là rùa nè, có mỏ. Vui lắm.
Đừng đi đi trốn cho mày nha. Trốn đi đây mà vui hả? Thôi rồi, dạ dạ, vui, vui nữa ha. Vui gì? Đi, mà, à, chỗ nào cũng hì người ta đó. Sợ thấy mồ luôn, vui gì chứ. Sợ gì sợ. Nhìn con bớt thì kệ bà nó lên tới chạy nữa. Trời ơi, không vui không? Ông nói chuyện vui không? À, thì lên tới thì chạy nữa, còn lên tới thì thôi. Vui đúng rồi, mỏ luôn nè. Giống mắt ha, mình nhìn kỹ vô camera mình mới thấy được, chứ nhìn ở ngoài khó thấy. Có mỏ luôn nè, có mũi nè, có sống mũi luôn kìa. Nguyên tảng đá. Nhìn nó dưới là giống hình dài nha. Nhìn như cái hầu nè. Đúng rồi, anh em đầu gắn nè. Gì hả? Nhìn hướng đó thì khác hả? Mình nhìn dưới mình lên ha. Qua đây dịch chuyển xuống. Phải không, phải không? Nếu như không có camera là nhìn đi chen luôn. Nhìn ớn quá ha ta. Ừ. Là mình đi đường nào xuống chú? Xuống đây này luôn. Gì? Rồi mình đi có đi lại nhà chú không? Có. Được không chú? Được. đi đường Ba Mã về thời đường Mã Lao. Trời ơi. Nhiều cái tảng đá dạng lạ lùng quá. Ui, hôm nay mình có cái súng bực hay vậy chú? Ê, trái nho hay gì kìa chứ không? Nho, nho rừng. Nho rừng, nho rừng. Ôi, nguyên một chùm luôn kìa. Ui, đẹp, nho rừng đẹp. Cái đó chưa chín hay chứ? Chưa. Nho rừng là đặc trị bệnh gì vậy chú? Thấy bà con mình cũng tìm nhiều quá. Nhức mỏi hả? Nghe nói ngâm rượu hay không chú? Ngâm rượu gốc á. Chậm nha, chậm nha. Lính là... Hay là đi với anh lính vậy? Cái này là mình phải dùng binh công 3 chứ nha. Anh lính qua đặc công trinh sát về hưu. Ủa cái này rất già chưa chín chưa chưa còn non ít bữa nó là ngâm được. Nhìn thấy ngon quá ha. Trái lắm mà vô từ dưới đây châm nè. Châm ở đây mà trái nó dài dài lắm nè. Dây nó đã. Còn sống. Ôi, đầm luôn kìa. Ui, đẹp cái gì vậy?